Ok, các bạn có thấy mình đeo cái kính này nó ổn không? Nó có một chút gì đấy là không khí Giáng sinh Noel không? Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ đeo cái kính này để bắt đầu quay video cho mọi người. Ok, mình đùa mọi người một tí thôi chứ thật ra thì mình sẽ đeo cái kính này. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và như các bạn đã đọc tiêu đề rồi thì ngày hôm nay mình vừa nhận được một đôi giày mà ngay lập tức mình đã phải quay video luôn cho mọi người. Bởi vì là sau đó thì mình sẽ còn phải đi nó, bởi vì là mình khá là thích nó và mình mong chờ nó rất là lâu nay rồi. Mình nghĩ là mọi người cũng đã biết đó là đôi giày gì rồi đúng không? Đó chính là đôi Peace Minus One collab cùng với cả Nike. Với cái tên gọi của nó là Carbondo. Mình cũng là một cái fan của anh Z-Dragon. Trước đấy thì mình cũng đã làm một cái video unboxing đôi Paranoid màu đen rồi. Cách đây nếu như mình không nhầm thì khoảng 2 năm trước thì phải. Sau đó thì cái đôi Paranoid đó thì có ra thêm một cái phiên bản nữa là màu trắng. Nhưng mà mình rất tiếc là mình đã không cóp, cho nên là đến cái đợt lần này ra một cái đôi giày mà nó hoàn toàn mới. Thật sự ý, đây có thể nói là một cái đôi giày mà mình chưa bao giờ có ở trong tủ đồ của mình luôn. Là các bạn có thể thấy là về cái thiết kế của sản phẩm, về cái box hộp lần này thì phải nói là thật sự rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một cái box hộp màu trắng. Mặt trước thì sẽ có một cái dấu Scoots của Nike và kèm theo những cái họa tiết hoa văn này. Mà cái họa tiết hoa văn này sẽ được in ấn ở trên cái đôi giày luôn. Và đây là mình đi đôi này là đôi size 10. Thế cho nên là mình cứ chọn là true to size luôn. Trước khi mình mua thì mình có xem qua một cái clip của anh Fat Toshiro. Thì anh ấy nói là anh ấy giảm đi nửa size thì vẫn vừa. Nhưng mà mình nghĩ là thôi, chân mình nói chung là nó cũng hơi to một chút. Thế nên là mình cứ chọn là true size thôi, để có gì ví dụ như là rộng quá thì mình có thể chữa được. Chứ còn giày mà chật quá thì không thể cách nào mà chữa được. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái chữ là 1988. Thì đây là cái năm sinh của Z-Dragon luôn. Năm sinh của Peace Minus One, của founder Peace Minus One, mà sẽ được in ở ngay trên bóc hộp này. Ở mặt sau cạnh của nó thì có ghi như là Design và Tailor by Peace Minus One. Thì thật sự để mà nói thì cái box hộp này phải nói nó rất là đẹp. Nhìn nó khá là gentleman, có một chút gì đấy kiểu lãng tử, kiểu quý ông ấy. Nên là mình khá là khoái về cái bóc hộp này. Ok, bây giờ thì mở ra bên trong, chúng ta sẽ có ở đây là một cái giấy gói. Có cái chữ Peace Minus One cũng như là logo của Nike luôn. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có thêm cái họa tiết của trên đôi giày này mà được chạy xung quanh viền của cái tờ giấy này luôn. Thì đây nói là một cái detail phải nói rất là hay. Cái đôi giày này về mình vừa nhận cách đây khoảng 3 tiếng thôi và mình đã lập tức quay video cho mọi người luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phụ kiện của nó là một cái dây giày có hai cái phần này màu vàng. Về cái dây giày này thì nó sẽ được gắn ở trên cái đôi giày này cơ. Nhưng mà tuy nhiên là mình không hiểu sao khi mà mình nhận cái giày này về, mình order mà, thì mình nhận nó về ấy, thì cái dây giày này nó đã bị tuột ra ngoài mất rồi. Rất là tiếc vì không được kiểu giật nhỉu giật siêu. Để mình show cho các bạn toàn cảnh về cái đôi này trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi về chi tiết hơn về sản phẩm. Thì thật sự để mà nói thì đây là một cái form giày mà lần đầu tiên mình có ở trong tủ đồ. Nó rất là đẹp. Hai cái phần đế này của nó ấy, nó rất là dày. Các bạn có thể để ý ở đây là hai cái phần đế dày này của nó này, nó rất là dày, nó phải dày khoảng tầm 5 phân. Nhưng mà những bạn nào mà hơi không được cao cho lắm thì chúng ta có thể đi đôi giày này vào và chúng ta sẽ cao hơn, cộng thêm khoảng 5 phân. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái đôi này là nó rất là nặng. Thật sự là mình cầm ở đây thì hai đôi này nó phải khoảng tầm 1,5 cân. Mỗi bên khoảng tầm 800 gram cho một đôi giày, một chiếc giày. Về cái độ nặng của nó ấy, thì nó khá là same với cả đôi Balenciaga Triple S. Nếu như mà bạn nào đã đi đôi đấy rồi thì cũng biết được là cái độ nặng của con Triple S đấy nó nặng như nào. Bên trong này chúng ta sẽ có hai cái giữ form giày. Như hai cái đôi giữ form giày ở lần này thì nó làm cũng khá là khác. Nó làm cũng không hề giống những cái đôi Nike lần trước. Về cái phối màu ở trên đôi giày này, chúng ta sẽ được một cái phối màu là Triple White, có nghĩa là nó sẽ trắng hoàn toàn. Và cái điều đặc điểm mà khiến mình phải mua nó ấy,
là thật. Cái thứ nhất là các bạn có thể để ý là cái form giày này nó khá là giống với cả những cái đôi loafer mà hiện tại mọi người đang đi khá là nhiều, hoặc là giống như những cái đôi boot của Bottega mà đợt gần đây cũng đang hot. Rồi ngoài ra thì ở trên cái phần upper của nó cũng như là xung quanh cái đôi giày ấy, chúng ta sẽ được chạy nguyên một cái đường lỗ lỗ dập lỗ như này, được khắc bằng da, ấn bằng da ở đây, kiểu như là giống như những cái đôi loafer. Theo như mình biết thì loafer là một trong những cái dòng giày mà dành riêng cho những cái bạn nào mà hay mặc quần áo vest, mặc theo cái phong cách là sartorial hoặc là suede, thì đi những cái đôi loafer nó sẽ rất là đẹp. Cá nhân mình thấy mình cũng không phải là một cái người mà mặc suede hay là theo cái phong cách là sartorial, thì mình vẫn cóp nó bởi vì là nó có một cái độ gì đấy, nó street style, nó khá là đường phố, và nó sẽ hòa trộn giữa cái phong cách cổ điển này, lịch lãm này, và nó có một chút gì đấy nó đường phố hơn ở trên cái đôi giày này. Ngay khi mà anh Z-Dragon có đi thì phối đồ ấy khiến mình phải lập tức cóp ngay cái đôi giày này vì cái độ chất của nó. Và về cái phần da mà làm ở trên cái đôi giày này này, nó cũng khá là tốt. Nó là một cái phần da mà ở trên cái đôi Air Force One gần đây mà họ đã đổi cái chất liệu da đi rồi ấy. Trước đấy thì những cái đôi Air Force One ấy, họ làm cái phần da ấy rất là cứng, nhưng mà ở trên cái phiên bản này ấy, thì chúng ta sẽ được sử dụng luôn cái chất liệu da của những cái đôi Air Force One đợt gần đây mới release. Là các bạn có thể để ý là khi mà các bạn ấn vào ấy thì nó cũng tạo cho các bạn một cái độ nếp nhăn vừa phải, và nó cũng đã mềm hơn so với những cái đôi Air Force One này trước rồi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai cái tag, sẽ có cái logo của Nike ở bên trái này, thì nó sẽ có một cái logo của Peace Minus One. Về cái tag này ý, thì nó các bạn có thể tháo rời được. Như ở đây thì mình thấy là họ sâu dây qua cái tag này, thì cho nên là khi mà các bạn đi thì dính liền vào đây luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cái đôi giày này nó ăn điểm ở cả cái tag này nữa, mà nếu như mà các bạn đi về các bạn bỏ ra thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Một cái đặc điểm nữa đó chính là ở cái phần mặt sau của nó, như những cái đôi Nike bình thường khác thì chúng ta sẽ có một cái logo của Jumpman hoặc là logo của Nike, nhưng mà ở trên các bạn collab giữa Peace Minus One ấy thì ở mặt sau của chúng ta sẽ có một cái logo là hoa cúc bị mất một cánh, được thêu khá là to ở cái phần gót giày này, và cùng với cả những cái họa tiết hoa văn như này, nên là nhìn cái đôi giày của các bạn nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Về cái dây giày này, khi mà các bạn có thay lên trên này này đó, thì chúng ta sẽ đồng bộ hơn về cái phần màu vàng ở trên cái hoa cúc này. Thật sự là một cái sự đồng bộ mà tưởng là nó sẽ nhỏ nhưng mà nó rất là nổi bật nếu như mà các bạn thay cái dây giày này vào. Và ngoài ra thì ở bên trong của nó chúng ta sẽ có một cái bên tân trái là chữ Peace Minus One luôn. Ở đây là một cái tag vải luôn mà chúng ta gắn liền lên trên này luôn nhá, chứ không phải là in như những cái dòng giày trước của Nike. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái logo của Nike. Về cái thiết kế của đôi giày này thì chắc có lẽ mình và các bạn sẽ không bàn tán quá là sâu, quá là nhiều về thiết kế này lại giống với đôi giày nào hay là giống với đôi giày nào, bởi vì là mình không tìm hiểu và mình thật sự là không quan tâm về cái vấn đề là cái thiết kế của cái đôi giày này nó có đạo nhái hay như nào không. Nhưng mà mình chỉ thấy một điều là nó rất là đẹp. Thì các bạn có thể để ý là cái phần đế giày của nó này, cái đế giày của nó ấy làm thật sự rất là tỉ mỉ. Ở đây chúng ta sẽ được khắc chì một cái logo của Nike, và ngoài ra thì ở bên dưới này sẽ có những cái bông hoa họa tiết mà của Peace Minus One được in chìm ở dưới này luôn. Về cái đế giày này, nó là một cái đế giày mà mình cảm thấy ở đây nó không hề có một cái độ gì đấy để cho nó bám đường hay bám ma sát, thế cho nên là khi mà các bạn đi vào những cái chỗ trơn thì cũng nên phải cân nhắc, bởi vì nếu không thì sẽ ngã sấp mặt. Về cái cảm giác để on fit cái đôi giày này này thì mình có một cái đánh giá nó cũng vừa phải thôi. Là về cái đôi giày này ý, mục đích mua ấy thì các bạn sẽ mua về để đi chơi hoặc là để đi đâu đó thôi, chứ còn nếu như mà để đi đây bay đây đi hàng ngày ý, thì không được, bởi vì là cái đế này của nó khá là đau chân. Mình đi thì mình mới chỉ đi trong nhà thôi ý, thì mình thấy là cái đế giày này của nó ý, đi cũng rất là đau chân, cho nên là mình không khuyến khích là các bạn đi hàng ngày, bởi vì là cái nhất là nó rất là đẹp. Các bạn đi hàng ngày thì thật sự là cái đôi giày này bít thì nó hơi tiếc một chút, cá nhân mình thấy là như vậy. Ngoài ra thì ở cái phần lưỡi gà của nó ấy, chúng ta sẽ được có một cái logo tag của Nike màu đen ở đây khá là nổi. Khi mà các bạn bỏ cái tag này ra thì chúng ta vẫn sẽ lộ được cái logo của Nike. Lý do mà mình mua đôi này, cái thứ nhất là nó khá là đẹp.
Nó đẹp bởi vì là trong cái tủ đồ của mình ấy chưa có một cái đôi nào nó dạng kiểu như là cái đôi loafer này. Mặc dù cái đôi này ấy, thì nhìn nó không giống những cái đôi loafer khác đâu, nhưng mà nhìn thì nó cũng na ná giống với những cái đôi loafer khác. Thì cho nên là một cái form giày mới sẽ đem lại cho mình hơn về cái cách phối đồ mới. Và nếu như mà các bạn có muốn xem mình cái phối đồ về cái đôi giày này thì các bạn đừng quên là follow Instagram của mình. Mình sẽ để link ở phần phía dưới. Các bạn có thể vào đó để biết thêm về Instagram của mình, cũng như là mình sẽ phối đồ cùng với cả con Kagondo này để show cho các bạn xem là nó sẽ như thế nào. Một cái điều mà mình vừa mới phát hiện ấy là các bạn để ý ở đây nhá, nó sẽ có những cái đường vân này như kiểu những cái đường chỉ nhá. Nhưng mà thật ra là các bạn đã bị lừa rồi. Đây chính là cao su mà họ in ra cái khuôn nó hình giống như cái đường chỉ, chứ nó không phải là một cái đường chỉ mà để khâu vào đâu nhá. Nó chỉ là giả đường chỉ thôi, nó fake cái đường chỉ thôi. Cho nên là nhìn nó sẽ cảm giác gì đấy nó tỉ mỉ và nó đẹp hơn, nhưng thật ra nó là cao su hết chứ không phải là chỉ mà các bạn khâu vào đâu. Cái mũi giày của nó ấy thì nó được làm một cái miếng da nó nổi lên. Nó thật sự là mình liên tưởng tới những cái đôi giày mà của bố này, của những cái chú bác mà ngày xưa hay đi những cái giày Tây ấy. Mình thì không nhớ tên cho lắm, nhưng mà mình sẽ để ảnh nó ở đây để cho các bạn có thể hình dung được hơn về cái mũi giày này. Có lẽ là cái video unboxing của mình đến đây là kết thúc. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Và nhớ là đừng quên follow Instagram của mình nhé. Bye bye.